Nhận định Leicester với Chelsea, 3 giờ 15 phút ngày 20 tháng 1, vòng 18 giải Ngoại hạng Anh. Leicester City chuẩn bị tiếp đón Chelsea trên sân vận động King Power vào thứ ba trong trận đấu tiếp theo ở giải Ngoại hạng Anh. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Leicester City bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2-0 trước Southampton của Ralph Hasenhüttl vào thứ bảy tại sân vận động King Power. Các bàn thắng của tuyển thủ Anh James Maddison và Harvey Barnes đảm bảo chiến thắng cho Leicester City của Brendan Rodgers. Mặt khác, Chelsea đã đánh bại Fulham với tỷ số 1-0 vào thứ bảy tại Craven Cottage. Một pha lập công trong hiệp 2 của tiền vệ người Anh, Mason Mount đã mang về chiến thắng quan trọng cho Frank Lampard. Mùa giải này, Leicester City đang có phong độ cao hơn Chelsea, Mây Cáo đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn Sư Tử Xanh đang đứng thứ 7. 5 trận gần nhất, Leicester bất bại với 3 chiến thắng, trong khi Chelsea có đến 3 trận không thể giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, The Blues đang chiếm ưu thế về thành tích đối đầu. Trong 17 lần đối đầu giữa đôi bên, Chelsea nắm lợi thế rõ ràng. Họ đã thắng 10 trận, thua 2 và hòa 5 trận. Vì vậy, Mây Cáo Leicester không thể chủ quan trước Sư Tử Xanh dù đang có phong độ nhỉnh hơn. Xét về lực lượng và tầm vóc, Chelsea vẫn xếp trên Leicester City một bậc. Đã đến lúc The Blues khẳng định đẳng cấp của một đại gia bóng đá Anh. Dự đoán tỷ số Leicester City 2-1 Chelsea.